Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tính năng mới tìm Long Chiến. Thì tính năng tìm Long Chiến là một tính năng mới mở ở phiên bản hiện tại. Thì chúng ta sẽ nhấp vào đây để tìm hiểu về tính năng tìm Long Chiến. Về bối cảnh của tìm Long Chiến thì mọi người có thể xem qua. Thì cách chơi là như sau. Thì là đây là một tính năng Q9 công bằng, tức là thuộc tính của mọi người chơi đều như nhau và kho tướng cũng như nhau, rất là quan trọng là cách chúng ta xếp trận thôi. Thì sau khi chọn tướng trong kho thì chúng ta sẽ chỉnh trận hình. Rồi, thì trong thời gian diễn ra hoạt động thì sẽ không giới hạn số lần Q9. Rồi, khi mà hoàn thành nhiệm vụ ngày thì có thể được nhận thưởng và có thể gửi yêu cầu thách đấu lên kênh chat để mời người chơi khác tỉ thí với mình. Người chơi ở phe phòng thủ thì sẽ được tăng 10% công phòng. Rồi, còn điểm thưởng thành tựu thì chỉ được nhận một lần duy nhất. Rồi, thì ở đây mình đánh lên cấp càng cao thì cái danh hiệu của mình sẽ càng lớn. Thì đây mình sẽ giới thiệu sơ lược về tính năng tìm Long Chiến. Thì mọi người có thể thấy ở đây là các đội. Đây là mình có thể tạo mới để tìm đối thủ. Đây, mình sẽ tạo mới để tìm những đối thủ. Đây là những trận hình của đối thủ đây. Đây là những trận hình của đối thủ. Thì sau khi tạo mới tìm đối thủ xong thì chúng ta sẽ vào mục phòng thủ. Sau khi vào mục phòng thủ thì chúng ta sẽ tự tạo trận hình mà mình mong muốn. Đây ha. Mình sẽ chọn những tướng mình muốn xuất trận ha. Rồi, chúng ta điều chỉnh binh chủng ha. Đây. Thì sau khi mà điều chỉnh cái binh chủng được như ý muốn rồi thì đây những cái trận hình ở đây, nó sẽ có những cái trận hình nó cũng tăng công, tăng phòng. Nó giống như những cái trận hình mà hiện tại mình đang có. Thì sau khi chọn được cái trận hình ưng ý thì chúng ta sẽ bấm lưu. Lưu. Rồi, sau đó thì sau khi đã có trận hình lưu rồi thì mọi người có thể khiêu chiến với những đối thủ. Đây, như mình sẽ khiêu chiến thử ha. Thì mọi người sẽ thấy sau mỗi lần khiêu chiến thì sẽ có thời gian chờ, nhưng mà sẽ không giới hạn số lần khiêu chiến. Đây, mình đã khiêu chiến thắng rồi ha. Mình đã khiêu chiến thắng thì sao mình có thể vào những cái mục thưởng để mình xem mình nhận thưởng. Thì ở thưởng ở đây thì có thưởng hàng ngày. Thì về thưởng hàng ngày thì mọi người có thể xem tấn công bao nhiêu lần và thắng bao nhiêu trận thì chúng ta sẽ được nhận thưởng. Nếu mà quên nhận thì hôm sau quà sẽ gửi qua thư. Về thưởng thành tựu. Thưởng thành tựu thì chỉ được nhận duy nhất một lần. Dù chúng ta thắng 500 trận thì có thể nhận được những quà như sau: thắng 1.000 trận. Thì ví dụ dùng Quan Vũ thắng 10 trận thì đây lúc nãy mình đã cho Quan Vũ xuất trận và mình đã thắng được 1 trận rồi. Thì chúng ta tiếp tục chọn đối thủ và chúng ta khiêu chiến. Đây. Thì tính năng bảo hộ. Bảo hộ trong tiềm Long Chiến thì nó cũng giống như bảo hộ ở trong đấu trường. Rồi. Về tướng thì ở đây mọi người có thể thấy các tướng là cho giống nhau, mọi người chơi đều giống nhau và công bằng. Quan trọng là cách chúng ta xếp trận hình. Rồi, sau khi mà chọn được đội hình ưng ý rồi thì chúng ta có thể chọn là đấu hữu nghị. Thì khi chúng ta gửi đấu hữu nghị thì sẽ có thông báo gửi lên kênh chat. Thì người chơi khác có thể bấm vào để nghênh chiến. Ở đây mình sẽ thử nghênh chiến một trận thử ha. Đây có người chơi đã mời mình nghênh chiến rồi. Thì mình sẽ thử nha. Rồi, chiến đấu. Vâng, mà mình đã thắng rồi.
Thì mình sẽ thử một trận khác. À, trận này thì mình đã thua rồi. Thì mời khiêu chiến này thì nó sẽ có cái thời gian hồi. Thì mọi người chờ hết thời gian hồi thì mình mới có thể mời khiêu chiến tiếp. Nhận quà thưởng. Rồi. Thì mình có thể xem lại lịch sử chiến đấu ở bên tay trái đây ha. Thì tính năng tiềm long chiến thì cũng khá là đơn giản thôi. Thì mong là mọi người sẽ có một cái trải nghiệm tuyệt vời.